nghiệp, nghiệp nên là đến lúc là nói chung là mấy người này cũng giỏi lắm, do nhân viên là của nghiệp nó trổ về, chứ nếu mà không trổ về làm sao mà trả. Như đời trước gây đời này trổ ra, chứ không ấy đời trước đời này mày gây nữa là sao được. Chỉ có người mình tu thì mới quá giải được nghiệp đó, thì làm lợi để cho tương lai sau này, thì bản thân nó phải chịu tu thì mình mới quá giải được cái nghiệp đó, rồi bắt đầu dùng thuốc men thì nó hết. Mày biết cái thời mà xúc mày liệt không? Cái thời kỳ đó đó là nó không có thuốc, chứ không phải như bây giờ nít mới đẻ ra là nó ra bơm cái thuốc ca sốt bài liệt rồi. Ừ. Thì tôi cũng biết chút chút, không biết là mình có thêm vô cái mà con lại hứa con dùng hết tất cả những cái năng lượng tu học con cúng dường cho này, cúng dường cho nó nha, hết cái năng lượng này để cúng dường cho này để quá giải trở lại bình thường. Có bức tranh đó thì như vậy đó, thì mới quá giải được mà cái năng lượng tu của mình á phải nạp cho nó mà mẹ thế ông mới tích nạp cho nó để trên tâm mới phủ điện xuống bắt đầu dồn cái năng lượng qua đó thì mới quá giải được nó, chứ đâu phải dễ đâu, phải là làm một cái đàn pháp rõ ràng nó cúng đó là bằng cách đó. Ông nói cái đó là mình cúng hả, mình lấy tiền mình cúng hồi hướng cho cái người bị bại liệt đó hả? Cúng à? Mình làm lễ cúng hồi hướng cho người bại liệt đó hả? Ừ, mình phải cúng nó mà. Xin họ xin qua quá giải nghiệp cho họ. Ừ, mình quá giải được cái nghiệp nạn kiếp đó. Hồi hướng công đức á, đúng không? Ha sao? Của cải của họ, lấy của cải họ mua cúng dường làm lễ cúng hồi hướng trên để giải xin giải nghiệp cho họ. Để ta nói giờ Nam nha. Ông nói là giờ có một người là nhỏ bệnh gì giờ đi không được. Là thấy tuổi nó trẻ. Mà mình hỏi khảo sát lại rồi, đó là nhân quả rồi. Mình lập ra cái đàn ra ở giữa trời bằng thiên á là thấn nè, cha trời mẹ đất nghe, các đấng Phật pháp Bồ Tát về cảm ứng chứng minh, gia tộc cũng về đây để mà hộ chứng thầy tổ là ban phước lành. Con hôm nay là con họ tên tuổi con là một pháp sư, là bao nhiêu công đức của con hôm nay con tu học như vậy con bố thí cho nó để quá giải cái nghiệp này đó, thì như vậy thì nó mới bung ra đó, thì nó mới bung ra thì cái nghiệp của nó rồi nó mới vô ông rồi đó. Mai mốt nó có quay lại vô ông rồi, mà ông không tu ông cũng nằm như nó đó, là mình đang cúng lập trai đó, mình cúng quá giải cái nghiệp cho cái người bị tật bại á. Bại á, mình phải ráng mà tu đàng hoàng, mà không tu rồi là tại mình giải cho họ, mình ôm tùm đơm đó, nói rõ là mình ôm đó. Mình quá giải người ta, mình mà tu lơ mơ là mình ôm á. Đúng rồi, mà thường đa số mấy người đi chữa bệnh là cuối cùng vậy rồi, người ta đem vô đó đó đó, ta biết rồi đó, đừng có giỡn rồi. Cái nghiệp của ta mà mình can thiệp cái nghiệp là gì, vấn đề gì đó thì á, mình cảm nhận được người ta có chân tu thì mình lên làm cái đàn pháp đó. Mà hứa đàn hoàng đàn pháp giải nghiệp, đàn pháp giải nghiệp. Nó quay như vậy, nhưng mình phải có đức, mình phải hạnh, có đức có hạnh mình mới ai rồi, chứ mình chịu mình ngã thì mình chân tu có gì đâu sợ. Mình theo Bồ Tát là mình đưa hả, là sẵn sàng là hiến thai tay nè cho mọi những vật trang hiến bên này, rồi hiến hết rồi cho ăn luôn cho rồi, nó gọi là Bồ Tát rồi, hiến cả thân xác này cho nó nhai luôn cho rồi, để làm gì, đã là vô hạnh Bồ Tát rồi. Bản thân người đó tu sao tu. Mình cúng giải nghiệp cho nó rồi, nói bản thân nó tu, cái người đó tu sao, hứa những cái trên ta giải quyết. Mày hứa đàng hoàng tao đâu mà ghi họ tao ra, mày không tu mày cũng chết, mai mốt mày nợ tao. Cách tu của họ làm sao? Mày chịu tu à, một thứ nhất ăn chay ăn lạc niệm Phật, yêu cầu mày như đó thôi. Mày ghi vô đàng hoàng niệm Phật, ăn chay ăn lạc không sát sanh, ăn chay ăn lạc làm phước, làm phước sống làm phước. Thì thêm mấy cái đó mày đi vô quan trọng, mày tu đàng hoàng người tao làm cũng chuyện mày, sao mày ngon lại mà muốn mày đi lợi, mày đừng có làm bậy, mày làm bậy mày chết cho tao rồi đó đó. Tao làm chay cúng cho rồi xin giải nghiệp cho mày, rồi bản thân mày tu, mày tu làm phước ăn chay, làm lành lánh dữ, trời ơi, làm điều phước lành, không được là học lấy cái chữ nhẫn làm đầu. Như làm những việc thì việc thiện lành thiện an thiện báo, chứ đừng đi gây nghiệp nữa. Cái đó gọi là